thầm thầy bằng trái chúng em đã không lần rồi. Thời gian trôi mau, cầu nguyện thầy bước qua sông, người ấu thơ yêu hoa nở rơi mãi buồn. Một con nhỏ xa nhau, vui lòng thầy vẫn mang cho em biết yêu cánh và cho em yêu mãi mãi sự một tháng để làm nữa đại học làm người tới đó.
Quốc do các cô thầy trường tiểu học, trung học cơ sở Lương Thế Vinh biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Dìu dắt bao thế hệ học trò nên người. Đó là thời gian để suy ngẫm, để nhớ về những kỷ niệm với thầy cô đáng kính, là những hình ảnh thân thương không thể nào quên, sẽ mãi theo chúng ta trên bước cuộc đời. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019, hôm nay Ủy ban Nhân dân thị trấn Trơn Thành long trọng tổ chức buổi họp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề tri ân thầy cô. Đó chính là lý do của buổi họp hôm nay. Về dự các buổi họp mặt chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía phòng giáo dục, xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Văn Hoàng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trân Thành. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Việt Thành, Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện. Về phía thị trấn Trân Thành, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Mạnh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Trân Thành. Xin trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trân Thành. Xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Quang Trung, huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trân Thành. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Về dự buổi họp mặt còn có quý thầy cô trong ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn và sự nghiệp chuyên của 197 cán bộ giáo viên, công nhân viên của ba trường mầm non Sa Mai, tiểu học Trương Thành A và trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thế Vinh cùng tham dự đông đủ. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy thị trấn, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, trưởng 12 khu phố ấp, đại diện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập và toàn thể các vị khách quý về dự buổi họp mặt, xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin thông qua chương trình buổi họp mặt chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Một, ổn định tổ chức đón tiếp đại biểu. Hai, ban lễ chào mừng. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Bốn, thông qua chương trình buổi họp mặt. Năm, tặng lãng hoa chúc mừng. 6. Ôn lại truyền thống ngày hiến dương nhà giáo. 7. Công tác thi đua khen thưởng. 8. Phát biểu cảm nghĩ về Ngày Nhà giáo Việt Nam. 9. Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo cấp trên. 10. Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo thị trấn. 11. Bế mạc dùng cơm thân mật.
Tại buổi họp mặt hôm nay, tập thể thầy cô giáo trên địa bàn thị trấn Trơn Thành cũng rất vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Sau đây xin trân trọng mời cô Phạm Thu Hằng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, hai cô Hoàng Mỹ Tuệ, hiệu trưởng trường mầm non Sa Mai, cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, hiệu trưởng trường Trường Thành An lên nhận lãng hoa chúc mừng. Xin mời cô. Xin trân trọng kính mời con Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trơn Thành lên trao tặng lãng hoa của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trơn Thành cũng có lãng hoa chúc mừng. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Xin mời ông Trịnh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Mặt trận, Chủ tịch thị trấn Trơn Thành lên tặng hoa. Xin trân trọng mời. Thời thơ ấu tuổi học trò, những tâm hồn trong trắng
tuổi học trò cũng đang suy nghĩ về thầy cô kính mến của mình. Với biết lòng, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tôn kính vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại trong buổi lễ họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo nhà trường cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Nhân Thành, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhân Thành, các vị khách quý đã tới dự và đồng viên. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, cách đây 36 năm, theo nguyện vọng của các nhà giáo và của toàn dân, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra quyết định số 167 của Hội đồng Bộ trưởng chính thức lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngay sau khi ra quyết định ra đời, Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 20 tháng 11 năm 1982 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đó đến nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành ngày kỷ niệm của toàn xã hội rộng lớn ở nước ta. Đó là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp với ngành giáo dục đào tạo và đối với những người làm công tác giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, mà còn biểu thị niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội. Đối với các thầy, cô giáo, đòi hỏi của chúng ta phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện trau dồi đạo đức, tình yêu nghề nghiệp, phong cách và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với vinh dự của một nghề cao quý. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc ta đã được các thế hệ cha ông xây dựng bồi đắp lên. Những giá trị truyền thống văn hóa đậm đặc bản sắc dân tộc, chính sức mạnh của truyền thống văn hóa ấy đã làm nên sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Để lưu giữ vun đắp và truyền lại những giá trị truyền thống đó từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua bao biến cố lịch sử của ông cha ta đã phải trải qua bao thử thách hy sinh, có thể nói rằng trong quá trình đấu tranh và phát triển nền văn hóa dân tộc, vai trò của các thế hệ nhà giáo Việt Nam đã có một cách xứng đáng và củng cố. Cũng có nghĩa rằng trong những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam đã có chứa đựng những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam. Thưa các đồng chí, bài học về những nét đẹp của truyền thống nhà giáo Việt Nam đã luôn luôn giúp cho các thế hệ nhà giáo tu dưỡng rèn luyện phấn đấu để sức mình cho sự nghiệp cao cả, mà từ ngàn xưa luôn được nhân dân ta tôn vinh kính trọng. Nói tới vị trí xã hội và vai trò người thầy giáo, những trái biết người thầy giáo không những dạy chữ mà còn dạy đạo lý làm người. Đó là đào luyện tâm hồn, đào tạo lớp thế hệ trẻ, lớp sau kế tiếp lớp trước bước vào đời, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng nói về vấn đề này, ta cô nhà hiền triết và thi hào của Ấn Độ biết, giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình. Giáo dục một người thầy giáo là được một thế hệ. Có lẽ câu nói này đúng với mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời đại. Còn việc với Việt Nam hơn xứ sở của truyền thống tôn sư trọng đạo, quý mến thầy giáo thì điều đó vô cùng to lớn. Vì nó đã đi sâu vào thương can, qua sông phải gặp cầu kiều, một con hai cục phải yêu lệnh thầy. Ca ngợi nghề dạy học, Bộ Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Người thầy giáo vinh dự đã lớn nhưng trọng trách lại càng nặng nề, tính chuẩn mực mô phỏng đòi hỏi càng cao. Người thầy giáo phải khuôn vàng khuôn ngọc, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người thầy trong xã hội Việt Nam từ bao đời nay đã biểu tượng cao quý, tượng trưng cho trí tuệ và
Chí Minh đã nói, người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Những thầy giáo tốt là anh hùng vô danh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, cũng nhân dịp này, thay mặt các giáo viên đang công tác tại ba trường, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy cô giáo. Các thầy, các cô chính là những tấm gương lao động quên mình với nghề giáo, những người đã viết lên những thành tích mà trường chúng ta đã có được như ngày hôm nay. Các thầy cô còn là những chuẩn mực với cả kho kinh nghiệm trong nghề để cho lớp đàn em chúng tôi học hỏi và noi theo. Tôi xin chúc tất cả chúng ta trong ngày lễ trọng đại này một sức khỏe dồi dào, một lòng yêu nghề mãnh liệt và một khối đoàn kết thống nhất để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh quang vinh, trồng người cho thế hệ tương lai. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu,